Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ vẽ ốc sên cùng bố. À, hôm nay bố với sữa sẽ dạy với sữa vẽ một con ốc sên rất là cute nhá. Chúng ta chuẩn bị đón xem nhá. À, chúng ta bắt đầu thôi. Rồi, bây giờ với sữa nhìn bố nhá. Đầu tiên vẽ con ốc sên thì chúng ta sẽ vẽ cái đầu của nó trước này, con nhìn này. Chúng ta sẽ vẽ cái đầu được to ra nhá, cho nó cute này. Đây là cái đầu của con ốc sên này. Đấy, con vẽ đi, cái đầu to ở đây. Con bố cầm nhé. À, cái đầu thật to ở đây này. To ra đây này. Quay vào đây. Đấy. Sau chúng ta vẽ cái mồm này. Mồm ốc sên ở đây. Cười tươi này. Đấy, đấy chưa? Sau đó chúng ta sẽ vẽ đi. Đến cái lưng này. Cong xuống đây này. Đi ra đây cái đuôi này. Con ốc sên ở trên lưng của nó có một cái mai này, cái vỏ ốc này. Đấy, cái vỏ con ốc thì nó sẽ cong ở đây nhé, xoắn ốc này. Đấy, đấy, tạm thời thế nhé, để bố vẽ đã nhé. Bố vẽ con của bố này, nó cong xuống đây này. Đây là cái phần bụng của nó này, vẫn là này. Sau đó trên lưng của bố cũng có một cái vỏ ốc sên này, tròn to này. Được chưa? Dạ. Đây là cái mồm của bố này. Đấy, cái mồm. Sau đó con vẽ cái mắt to này. Mắt to ra. Đấy, một hình vuông vàng to ra. Đây bố sửa cho. Mắt bạn đi sao lại hình trái tim đi kia. Mắt phải hình tròn đi con. Mắt hình tròn đây, bố sửa lại hình tròn nhé. Mắt nó phải tròn như này này. Được chưa? Và đây là phần lồng đen này, con tô đen vào, bớt lại cái ô tròn này. Tô đen ở đây nhé. Đấy. Bạn ấy vẽ nhanh quá, bạn ấy chưa kịp nhìn bố vẽ, bạn ấy đã vẽ xong rồi. Đấy. Thôi để tí tô con, bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái râu của nó đã. Không, con lại tô ra ngoài rồi, đây bố sửa cho. Không được tô ra ngoài nhé, cái mắt nó có phải bớt lại phần trắng nhé. Được chưa? Đây con lấy nát, con lấy bút to con tô, không lại tô ra ngoài nhé. Để cho bớt lại cái phần lồng đen này. Rồi bố tô giúp nhé. Đấy thôi, nhưng mà không phải tô đấy. Bây giờ con vẽ cái râu này. Cái râu nhé. Hai đường đi lên phía trên. Ngắn thôi. Để chúng ta vẽ cái râu ở trên đầu. Đây cái râu hình tròn này. Đấy, nối hai đường như thế này. Rồi, một cái râu nữa ở đây. Có hai cái râu hình tròn trên đầu. Đấy, đúng rồi. Con vẽ thảm cỏ cho nó này, con nhìn này. Nó bò trên thảm cỏ nhé. Đấy. Ngọn cỏ hình tròn cho nó cute. Đây bên này nữa con. Rồi. Bây giờ con có thể vẽ bông hoa này. Bông hoa ở trên này. Con ốc sên đang đi dài ngắm bông hoa rất là đẹp nhé. Đấy. Ốc sên đang ngắm bông hoa nhé. À, con này vẽ cả cánh hoa. Đúng rồi, bông hoa phải có hai cái cánh. Đấy, được rồi, bây giờ con đi lại led đi rồi chúng ta tô màu nhé. Đi lại led to này. Đi lại led to để tô màu cho đỡ bị tràn ra ngoài nhé. Các bạn nhỏ cần hình con led thật to để các bạn đi tô màu, nó không bị tràn ra ngoài. Đấy, ốc sên rất là tươi. Các bạn hãy chú ý đón xem quá trình hoàn thiện bức tranh của bố bé sữa và bé sữa nhé.
của bé sữa, và bé sữa sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một bức tranh của chú ốc sên này. Sau đó chúng ta sẽ tô màu này để hoàn thiện bức tranh. Và các bạn hãy comment ở phía dưới chấm điểm giúp bố bé sữa và bé sữa nhé, xem ai được điểm cao hơn nhé. Đấy, các bạn hãy động viên bé sữa bằng cách cho điểm bạn ấy thật là công khai nhé, công tâm nhé. Đó, bạn ấy mới có gần 6 tuổi thôi, sắp lên lớp 1 đấy. Bạn sữa cố gắng lên nhé. Hôm nay chúng ta tô màu phải thật đẹp nghe chưa? Tô màu trong quá trình tô màu phải là thật là cẩn thận, không được vội. Vội là chúng ta sẽ tô hỏng hết. Đấy, chú ốc sên bò trên thảm cỏ và ra ngắm một bông hoa. Bông hoa rất là đẹp ở đây. Bông hoa của bố có 4 cánh này, bông hoa của bạn sẽ có nhiều cánh đúng không ạ? Bông hoa của bạn cũng tương đương. Rồi, để cho phần con ốc sên thêm phần sinh động thì bố sẽ trang trí thêm một ít họa tiết ở trên. À con, con vẽ nốt thảm cỏ đây. Không sao, con lỡ tô rồi, không sao, kệ. Cái này. Ừ. Đây con tô thảm cỏ đây. Cái này. Không, tí tô màu xong. Tí tô màu. Không tô màu đen, ừ, tí tô màu xanh nhé. Tí tô hết ở đây. Ừ. Đấy, bố trang trí cho bạn ốc sên một số cái vảy ở đây. Mình sinh động nhé. Rồi, được rồi con. Bây giờ chúng ta tô màu đi. Sẽ xong chưa nè? Dạ. Tô màu bạn ốc sên này nhé. Bạn sữa nhỏ tuổi cho nên bạn ấy chắc là không xử lý được những chi tiết nhỏ này rồi. Đấy, đây là vỏ. Vỏ một chút ốc sên. Rồi, bây giờ con tô màu đi. Tô màu nhé. Thì chúng ta sẽ tô cái thân này. Con tô nhé, mặt này một màu nhé. À, bạn đi tô con ốc sên màu gì nhỉ? Bố sẽ tô con ốc sên màu xanh nhé. Màu xanh thì cỏ đấy, phải màu khác à? Không được rồi. Bố sẽ tô con ốc sên màu hồng nhé. Con ốc sên của bố sẽ có màu hồng này. Con ốc sên của bố sẽ có màu đỏ. Đây này, màu hồng ở đây này. Đấy, con tô đi. Tô chậm thôi con nhé. Nghe chưa?
là thành quả của hai con đốc sen đang đi hái hoa nhé, đang đi ngắm bông hoa rất là đẹp. Đây là con đốc sen của bé sữa này, đây là con đốc sen của bố bé sữa này. Các bạn hãy chấm điểm và bình luận ở phía dưới giúp bố bé sữa và bé sữa nhé. Bé sữa chào tạm biệt các bạn đi con. Chào các bạn. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ bé sữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt.